Chào anh chị em, tôi Linh Mục Dông Otisita Nguyễn Minh Hùng, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Tôn đây. Hôm nay tôi muốn gặp lại anh chị em, tôi muốn giới thiệu với anh chị em một chút cái công trình, hay đúng hơn là cái tác phẩm của một số những anh chị em trong giáo dân của Giáo xứ Thánh Tuân đã làm, đó là hang đá và những cái trang trí xung quanh nhà thờ của chúng tôi. Tôi muốn gửi đến anh chị em để chia sẻ, nhất là cho những ai mà không thể đến nhà thờ được, những người đang yếu đau bệnh tật, những người mà không thể tham dự bất cứ một nghi lễ hoặc là tham dự bất cứ một cái hình ảnh của hang đá nào, thì tôi muốn gửi đến tất cả những anh chị em đó. Vậy bây giờ xin mọi người theo tôi nha. Đặc biệt tôi muốn cầu chúc cho những ai đau ốm bệnh tật, những ai đang gặp những khó khăn trở ngại không thể đến nhà thờ trong đêm Giáng sinh, được một mùa Giáng sinh, đặc biệt là một lễ Giáng sinh an lành. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Đây bây giờ tôi mời anh chị em theo chân tôi. Đây là nhà thờ Thánh Tuân, trước mắt chúng ta là nhà thờ Thánh Tuân đây thưa anh chị em. Ban tối thì có thể đèn nó nhiều nó sẽ bị chói, anh chị em sẽ nhìn lên nhà thờ và nhìn lên tháp chuông, xem đây là những trang trí đèn, những trang trí đèn của nhà thờ Thánh Tuân. Quay từ trên, tôi nhờ caramel của tôi quay từ trên tháp chuông, là cái ngôi sao, ngôi sao xẹt từ đó nối qua hang đá. Chậm chậm này con, có làm nhanh quá cái này xin cho mình phải con nhé. Rồi chúng ta trở lại nhà thờ nha anh chị em, chúng ta trở lại nhà thờ cũng lại từ trên tháp đi xuống, chiếc ngôi sao xẹt xuống. Thưa anh chị em, cái tháp chuông nhà thờ này là gần 40 thước, cao gần 40 thước, và cái ngôi sao xẹt này nằm ở trên đỉnh của tháp. Anh chị em cứ đi theo cái tháp từ trên đỉnh, chúng ta xem dần xuống ở dưới tháp và đến mái nhà thờ và đến chân nhà thờ nha. Rồi đi xuống tới thềm nhà thờ và các cột của nhà thờ, để anh chị em nhìn xem cái cách trang trí, cách bày phối trí đèn của anh chị em giáo dân của giáo xứ chúng tôi. Cái này thì ban ngày sẽ không thấy, chúng tôi sẽ quay ban đêm để anh chị em nhìn thấy. Và bây giờ chúng ta đi về phía hang đá nha. Thưa anh chị em, đây là hang đá của giáo xứ Thanh Xuân. Để đón mừng lễ Chúa Giáng sinh. Đúng quá. Xin mọi người theo tôi đi vào trong hang đá. Đây, tất cả những bài trí của hang đá đây. Thưa anh chị em, từ ở dưới chân hang đá mà lên tới cái đỉnh cao nhất của hang đá đó là khoảng 35 thước. Nó gần tới đọt cây dầu ở đằng sau, và cũng như chen lẫn giữa những cái núi đá này là anh chị em thấy là những cái cây dầu. Cây dầu là những cái vườn dầu của giáo xứ Thánh Tuân đó. Này thì đã có lần tôi đã giới thiệu lúc mà chúng ta đang làm hang đá đó. Hôm nay tôi muốn giới thiệu lại, vào ban đêm có những hình ảnh đèn thì nó sẽ làm sáng hang đá hơn. Thưa anh chị em, có những cái nhà rông và những con vật. Rồi bên này thì thác nước. Đặc biệt hang đá của giáo xứ Thánh Tuân thì ít có đèn chớp tắt, hầu như không có đèn chớp tắt. Chúng tôi sử dụng đèn pha màu nhiều hơn để nó làm nổi bật những cục núi, những cái cục đá lớn ở trên núi.
chúng ta thấy đây là những đèn pha màu và rất ít đèn chớp tắt. Và đây là thác nước và cái nhà rông. Chúng ta xem nhà rông đó. Và bây giờ anh chị em đến gần hơn, có đến gần hơn với hang đá, với máng cỏ. Đây, thưa anh chị em, Chúa Hài Đồng và Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse.